Ôi trời ơi, rồi 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 rồi. Nặng quá, nặng quá, nặng quá, chưa điệp nặng quá. Đây 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 đây. Đây. Ôi Úi giời ơi. dồi, nhiều chai quá. 10 cân cơ mà. Thôi cho nó vào đi. Ôi giời ơi. Mệt quá. Đây, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với anh em mình nha. Chào mọi người nhá. Đây, hôm nay anh em mình bắt được khá nhiều chai mọi người ạ. Ui, đây cả một gần đầy một cái thau to này cơ. 10 cân. Vừa mới đi cân. Đây bây giờ anh em mình sẽ rửa nha. Đây thật ra thì cái số ao, số chai này là mình bắt từ hôm qua rồi và đã ngâm nước được qua một đêm rồi mọi người này. Đây. Để cho nó nhả hết bùn ở trong ấy. Có cái gì chả chả nữa. Đây nhà chú vừa mới tháo ao để gieo mạ ấy. Đây. Bắt được khá nhiều. 10 cân trai, 10 khá nhiều. Cân con trai. Con trai rất là to mọi người ạ. Đây. Nó rất là béo nha. Nhìn đây nhìn 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 béo. Đây, cái con đấy bỏ đi. Đây bây giờ anh em mình sẽ rửa sạch và hấp với sả gừng sả nha. Sả ớt. Bu. Này phải chà cọ hết đất của nó đi vỏ ấy. Toàn đất đấy. Thật sao đâu mà mình cũng không ăn vỏ nó đâu. Mình phải ăn nước canh nhưng mà. Cái này phải chảy sạch đấy. Tuyệt vời mọi người ạ. Đây. Ôi. Trong con trai này nó rất là béo ngon rồi mọi người. Đây, chuẩn trai ao. Đây. Nó không đớn đều nhau nhỉ. Con to con nhỏ. Úi dồi, nó tè ra rồi, con này tè ra rồi. Con này nó béo quá mà nó không ấy được hết này. Nhỉ? Yeah. Nó không, cái vỏ nó không lắc vào được hết này. Đây nó đang đớn. Nó sẽ bị hở cái nát. Ôi ôi. Cần đầy cái nồi kia thật đấy. Không thu có cái gì để trải cũng chú thiệt nhỉ. Vào nồi. Đây. Sạch bóng rồi chú Tiệp ạ. Này hết mất chất rồi. Bây giờ anh em mình luộc cho thêm gừng sả là ok rồi đấy. Rồi, cho nước vừa phải thôi chú Tiệp ạ. Cho nó ngập con này được rồi không? Tầm này thôi nhỉ? Rồi, thế thôi, thế thôi. Mình hấp thôi mà. Hấp rồi. Không sợ cháy nồi đâu. Đi. Ui, ôi dồi ôi, cẩn thận đi đường này nhá, chờ lắm đấy. Chờ nằm mất ăn. Rồi. Ôi dồi. Ui dồi ôi. Tuyệt vời rồi. Bây giờ cho ít gừng với sả đi chú Tiệp ơi. Thêm mấy quả ớt vào. Rồi. Đây bây giờ cho lên lửa thôi mọi người. Mình cho cái kia vào mình không cần phải thái đâu nhỉ. Cho cái gì? Cái gừng sả ấy. Ừ. Ớt này. Thế là cứ bỏ vào thôi. Bỏ vào đây thôi, tí nữa anh em mình chấm chéo mà. Để cho cả lá vào cũng được chú Tiệp ạ. Đấy. Rồi, được nhiều mất vị. Rồi, thêm gừng nữa. Đấy, bà củi đi. Rồi.
Không có ớt nhà. Ôi không phải cho ớt nữa, mình kiêng cay rồi. Ok. Bây giờ là đợi nó chín thôi mọi người ơi. Ôi, trong khi chờ đợi nồi này sôi thì anh em mình sẽ đi lấy một ít lá tỏi để làm chéo nhé mọi người nhé. Đây còn sót mấy cây đây này. Gốc cái nhãn đi. À đây à. Đây. Một cỏ thi. Đây lá tỏi rồi. Có lá tỏi mùa này là hiếm rồi đấy chú Tiêu ạ. Đây lấy cả mùi tàu đi. Mùi tàu này. Đây cây mùi tàu rất là to. Ngày xưa hồi bé hay lấy cái cây này của nó ăn này chú Tiêu này. Ngon ngon. Nhai ngọt lắm. Thôi, nó gần ra cả gốc rồi. Lấy bên kia còn nhiều mà. Cái kia. Ủa đi lấy ở chỗ cây to này. Cây to. Còn nhiều lá này. Đây này, đây này, đây này. Lấy chi mà nào. Úi dồi ôi. Mùa này làm gì có lá tỏi nữa đâu, đúng không? Mùa này hiếm đấy. Mùa này chỉ có tỏi khô thôi. Cái này mình trồng ở luống rau hay tưới nước nên là nó còn xanh như này mọi người. Chéo thì anh em mình sẽ cho lá tỏi, một ít mùi với mùi tàu, xong là ớt. Lấy một nắm đi, làm bát chéo to khổng lồ. Còn hoa thôi. Hoa cũng đấy. Anh em mình làm chéo nhá. Úi dồi ôi. Con dao này to nhưng mà được cái nó to thôi. Được cái nó không sắc. Không phải cứ to là tốt đâu nhỉ. Đây nồi của mình sắp sôi rồi mọi người. Úi dồi ôi sôi rồi đấy chú Tiêu ạ. Sôi rồi đấy, sôi rồi đấy, sắp sôi rồi đấy. Ăn tái thôi. Đây, con này nó há ra rồi. Há miệng ra rồi. Bây giờ cần một cái đũa để khuấy. Cho cối à? Cho cối này. Giá mới nát được. Cho một vát là... nhiều là vớ bát. Ôi dồi. Có sập sàn không đấy? Không sập đâu. Kiểu này mới ngon. Cho thêm ớt vào. Ớt tươi rồi ớt bột nữa. Rồi ok. Bị đỏ ấy. Ôi, đừng có chạy. Bắt chéo siêu cay của chủ tiệm rồi. Úi dồi, pút rồi, pút rồi, pút rồi, pút rồi. Xem đi không nghe. Úi dồi, pút rồi. Wow, sôi rồi mọi người ạ. Có nhiều bọt thế nhỉ. Con này khác có bọt này thôi. Chắc là tội qua toàn là con zin đấy. Đây, bọt trắng mà. Toàn con zin à. Ôi sao vẫn còn nhòm nhòm thế. Một nắm to thế mà được có một thì à. Ôi giời. Thế này thì được rồi. Chẳng thấy ớt đâu chú Tiệp ạ. Tí cho thêm sau. Cái này ớt non nó không cay. Rồi. Chú xem cái nồi kia với. Cút rồi. Úi dồi.
Kiểm tra hàng nào. Sắp chín rồi, sắp chín rồi, sắp được ăn rồi. Con này chín nhanh không mà chú Tiệp? Hay là cho tái thôi nhỉ? Tái thôi, con này sôi đã ăn mà. Đây, sôi. Rồi cho nó sôi, sôi lên xong vớt vớt cái bọt nó đi một tí. Đợi đi. Đợi về đi, cho cái bọt ôi nó ôi, lên. Nó chạy ra một con rồi. Ôi trời ơi, chạy rồi. Cái này chín quá rồi. Ừ. Nào, đợi nạp vào. Ui dồi ôi, sôi quá rồi. Vớt đi. Không kịp vớt. Tầm mấy phút nữa là ăn được rồi nhỉ? Đây ăn luôn rồi, chín rồi. Đây. Ui dồi. Ok. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ vớt lên cái khay này. Rồi. Đó. Toàn là giềng xả rừng gừng thôi. Đấy. Chưa để nó dốc nước xuống đây đã. Đấy. Rồi. Nó ở chỗ cái con của nó này. Ngon tuyệt vời rồi chú Tiệp ạ. Hình như là mất tích đi một con nữa rồi. Cái này thì anh em mình sẽ cần phải mỗi người một con dao. Mất đi hai con rồi. Vì trộm mất rồi. Rồi trộm mất rồi. Cái này luộc kỹ quái mà. Chín quá nó rơi mất. Ôi, ba con. Vì mất nhiều lắm. Ừ. Thôi cứ cho lên đây. Cần lấy một cái ấy chú Tiệp ạ. Hả? Để đi lấy một cái lá chuối nhá. Rồi. Để giải vào dưới này. Vớt từ nãy giờ chưa hết. Đây mọi người ơi. Ôi trời. Sao ở đây nó có hai con này chú Tiệp? Chắc nó nhảy vào nhau ấy. Song sinh à? Đây. Con rất là ngon mọi người ạ. Ôi trời ơi, đây. Con thì được hai con. Mình hãy cho nhiều nước chứ. Cho tí nước lên là vừa. Cái này lấy cái bát để cho nước để húp canh đi nhờ. Ừ, chắc. Ui dồi ôi. Con to nó chứ. Cả một khay chai siêu to khổng lồ. Đây chú Tiệp cắt cơn nhá. Ui, con này to lắm. To đấy. Biết có vừa mỏ không. Ui, bắt chéo thần thánh kìa. Mình phải làm hai lọ. Con này to lắm. À, nhìn thèm quá. Rồi, mời mọi người nhá. Ngon quá. Tuyệt vời luôn. Đây cái con này mới dai này chú Tiệp này. Quá tuyệt vời, con của nó dai thế đấy. Đây. Ô, vừa mỏ không nhỉ? Ôi giời ơi. Quá. Ôi, con này bé quá. Chọn con to. Con này tiếp diu quá. Đây mọi người. Anh em mình sẽ chấm với đây, bát chéo thần thánh của chú Tiệp. Bỏ đâu đây? Cho lên để hả? Cho lên dứa đi. Rồi nha. Hãy cho nó rộng. Rồi, mời tất cả mọi người nha. Đây. Là chai hấp xả gừng. Chấm chéo ớt. Đây vỏ rất to nhưng mà con bé xíu. Bé tí tẹo. Quá tuyệt vời luôn. Có con thì nó đã bị bong rồi. Wow. Đây, mời mọi người nhá. Mình ngâm qua đêm rồi nhưng mà nó vẫn còn đấy. Cái ruột của nó vẫn đen. Bỏ ra một tí. Đây mời mọi người nha. Bỏ đi mất ngon lắm. Rất là ngon. Thêm miếng gừng nữa. Tuyệt vời hả? Cái này mà làm cháo nhỉ? Cháo thì... Trong đó anh em mình phải bắt lại làm cháo. Ôi dồi ôi. Từ mở đâu xem này, kiểm tra nó có nhá. Cái gì không. Có cái gì? Có ngọc trai thì đấy. Sướng quá. Các con vừa nãy đâu nhỉ? Mình chọn đâu nhỉ? À nhờ, có những con nó bị méo này, bị già trước tuổi của nó ấy.
Nghĩa làm này rất là ngon mọi người ạ. Cái chai thịt nó ngọt ngọt đấy, làm bên chấm chéo này, vừa cay cay vừa ngọt vừa ngon, rất tuyệt vời luôn. Còn này, vài cái này. À đúng rồi, wow. Con của mình chọn đây rồi. Chọn méo méo. Méo hết đây rồi. Nó bị méo từ gốc ban đầu à? Xem nó bị méo. Con này to mọi người ơi. Đây. Mời mọi người nhá. Mình sẽ chiến con này. Tuyệt vời quá, con này tuyệt vời quá. Ôi con này có trứng rồi. Con này béo thật chú Tiệp ạ. Tuyệt vời chưa? Cảm giác như đang bay bổng đấy nhỉ. Cái gì bay? Chú tưởng tượng linh tinh. Giống con bướm à? Sắp bay à? Giống con bướm bay quá. Ngon không? Chéo là vừa chấm vừa kém như này mới ngon. Ngon thật. Đi đấy đi sôi đó nhá. Chéo này hơi mặn. Đây, cho chú nước canh này, nếu mà không. Đấy. Đây thì sôi nếp tan nhá mọi người nhá. Úi dồi ôi. Thôi. Ăn cái sôi. Nước canh nhá. Đấy, nước canh ơi. Đây mình sẽ thấy con này. Cái này chú Tiệp nấu chín quá rồi. Ôi cay nồng đặc quá. Mọi người nha. Đây. Cành đây. Đấy, cho chéo vào đi. Để một tí. Để đấy đúng rồi. Đây là cái nước nước canh nhá mọi người nhá. Canh mà mình hấp con này ấy. Mấy con nhạt lắm. Cho thêm muối đi. Nước canh thế thôi. Phải làm canh nhạt. Chú Tiệp ăn nha. Không được ăn hết đấy. Sao mà nó có nhiều lớp thế nhỉ? Nó kiểu nó đi theo vỏ của nó ấy. Ôi. Dai. Ngon. Đây, cơm chấm chéo đây. Nào, cay quá chú Tiệp ạ. Nhìn nó to thế mà kiểm tra xem nào. Ôi giời ơi. Hàng này bị ấy rồi. Hàng này ngót xẹp rồi. Ỉu rồi. Nhìn to thế mà. Quay bắt chéo chú Tiệp nghiêng rồi. Này, phải đứng cho vững vào. Ôi. Trông ngon chưa? Dài quá. Tôi nhận dài rồi nhờ. Đây. Làm một đỏ cho đỡ dài. Trước giờ mình toàn ăn con to, bây giờ ăn con bé rồi không? Con to nó dài quá.
Tuyệt vời. Không thể bóc cái này ra. Bóc đi là hết vị đấy. Nó pịa của nó ấy. Phải ăn cái pịa của nó. Làm con nữa. Phải công nhận là nó ngon. Phê quá nước canh của nó này. Nhìn vỏ nó đã thấy ngon rồi, cái trong nó còn ngon hơn nữa. Cái con mình chọn vừa nãy đâu nhỉ, chú Tiềm nhỉ? Đây là nó bị rơi mất con nó rồi. Hình như con này sao nhỉ? Đúng rồi. Con này là con mình chọn từ vừa nãy rồi. Có đúng không đấy? Đúng. Mời mọi người nhau. Quá ngon luôn. Chủ cái canh đi. Canh thì ngon lắm. Ôi trời ơi. Tuyệt vời mặt trời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Giờ chú Tiềm ăn nhá. No rồi. Quá no rồi. Ăn đi. Úp một miếng nước canh vào là cái đống này thì xử lý như sao? Một đống vỏ mới hơn. Anh em mình không ăn được nhiều. Con này cảm giác nó ngậy ngậy ấy. Như kiểu là nó không vị gì nhỉ, nó nhạt nhạt thôi. Vị cả nhạt. Nó không có vị canh. Cái này canh. Cái số còn lại này anh em mình chắc phải đi làm một nồi cháo thôi. Rồi cháo để tối. Mọi người ơi, bây giờ anh em mình xin phép dừng video tại đây nha. Tại vì bây giờ quá no rồi, không thể ăn chẩm chéo nữa. Đây vỏ đây một đống. Số còn lại thì anh em mình sẽ mang nấu cháo. Thì mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chào mọi người nha.